Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Sáng hôm nay có rất nhiều Bioner đã nhắn tin cho mình, cũng như rất nhiều Bioner đã đăng trực tiếp lên các group về Bio Network về vấn đề là sáng hôm nay khi mọi người vào lại app Bi thì kiểm tra rằng cái số Bi tím là cái số Bi các bạn đạo thực của các bạn ấy, nó bị mắc đi rất là nhiều. Có người thì mắc đến 11 Bi, có người thì mắc nhiều hơn, có người mắc đến 18 Bi. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Rất nhiều anh em đã nhắn tin cho mình và cũng hoang mang nữa, không hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Và mình cũng đã nhận được cái câu trả lời trực tiếp từ các mobi, cũng như là câu trả lời từ đội ngũ Bicatim luôn mà được các mobi này chia sẻ. Vậy thì liệu rằng có phải là các bạn đang bị mắc bi hay không? Thì cái câu trả lời là không nha, các bạn không bị mắc bi đâu. Có hai cái phần trả lời từ hai mobi, một mobi Việt Nam mà một mobi ở phần quốc tế. Anh Mobi này, anh trả lời cái công suất giảm ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 ấy. Có nghĩa cái đợt giảm công suất vừa rồi là nó thay một cái gọi là bộ đếm. Khi đó vẫn chưa được áp dụng nha, bộ đếm khi đó vẫn chưa được áp dụng. Tất cả các tài khoản khai thác vẫn được cộng 2.4 bi một ngày, đúng không? Mặc dù đã giảm công suất nhưng lúc đó các bạn vẫn được cộng 2.4 bi một ngày. Và số bi tím trong một mainnet vẫn chỉ là ước tính thôi nha. Hiện tại số bi đã được điều chỉnh để khớp với công thức mới. Mình sẽ đọc hết các câu trả lời mà mình nhận được, rồi sau đó mình sẽ giải đáp cho các bạn, cho những bạn nào không hiểu nha. Hoặc câu trả lời thứ hai này, từ một Mobi ở trong phần developer, thì anh Mobi này chia sẻ đây là câu trả lời chính thức từ Bicatim. Đó là cái bảng xem trước cái số dư bi của bạn, có thể chuyển nhượng hay còn gọi là bi tím đó, là số bi sắp xỉ được khai thác trước đó của bạn. Nhớ nha, chỉ là sắp xỉ. Có một lỗi trực quan kể từ khi giảm tốc độ khai thác là khi số dư xem trước không được kế toán cho tỷ lệ khai thác mới. Bi được khai thác trước đó ở ứng dụng Bi không bị ảnh hưởng và không có Bioner nào bị mắc Bi hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cân bằng Bi do sự điều chỉnh này. Ước tính số Bi được hiển thị hiện tại này, ngay bây giờ, là phản ánh chính xác hơn về sự cân bằng có thể chuyển nhượng thực tế mà bạn đã khai thác. Trân trọng và cảm ơn sự hiểu biết và kiên nhẫn của bạn. Hai câu trả lời này có nghĩa là gì? Các bạn có nhớ rằng khi các bạn khai thác và khi áp dụng công thức khai thác mới, thứ nhất các bạn khai thác 2.4 bi một ngày thì công thức nó không có đúng, đúng không? Đáng lẽ ra các bạn, nếu như hiện tại các bạn chỉ khai thác được 0.0237 bi trên 1 giờ và nếu như nhân cái số đó cho 24 giờ thì các bạn chỉ có thể khai thác được là 0.56 bi trên một ngày, nhưng họ vẫn cộng 2.4 bi một ngày, nhưng như vậy là sai rồi, đúng không? Cho nên bây giờ thứ nhất họ điều chỉnh lại cái công thức đó cho nó áp dụng đúng đó, thì cái bộ điều chỉnh của họ bây giờ nó mới áp dụng đó. Thì nhiều bạn trước đó thắc mắc tại sao vẫn là bi tím 2.4 bi một ngày trong khi đã giảm công suất rồi. Hồi trước người ta cộng bi tím của các bạn là cộng nhầm, bây giờ người ta trừ ra lại thôi, cho nên là bạn không mắc bi. Bởi vì hiện tại khi người ta áp dụng bộ đếm mới á, thì các bạn có thể thấy có rất là nhiều điều nó thay đổi ở bên trong ứng dụng Bi. Thứ nhất, bây giờ bộ đếm không phải là sau dấu phẩy là 4 số nữa mà trở thành 5 số, đúng không? Khi mà cái số Bi các bạn nhảy trên app á, nó có sau dấu phẩy có đến 5 con số luôn. Có nghĩa là bộ đếm nó chính xác hơn. Thứ hai á, hồi xưa các bạn khai thác được 0.1 Bi một giờ mà sau đó người ta đo chính xác là 0.98. Nhưng mà Bi có team người ta hay làm tròn. Đó, các bạn có thể thấy có rất nhiều cái con số khi mà tính chính xác ra thì nó không phải như vậy, mà đa số chỉ là Bicatim người ta làm tròn thôi. Thì khi mà tính chính xác hơn thì tất nhiên cái số lượng các bạn đào được nó sẽ ít đi. Bởi vì ví dụ thay vì trước đó là các bạn nghĩ rằng là các bạn đào được 0.1 bi một giờ, nhưng nếu như tính chính xác ấy là 0.098, thì nếu như các bạn qua nhiều ngày như vậy thì số bi các bạn đào được chính xác nó sẽ ít hơn số bi mà được Bicatim ước tính trước đó. Cho nên khi bộ đếm này được áp dụng vào chỉ mới ngày hôm nay thì nó sẽ trừ đi những số bi mà đã tính trước sắp xỉ trước đó. Và hiện tại khi mà áp dụng bộ đếm này thì đây là cái công thức đúng nhất đó. Và các bạn khi mà hiện tại các bạn vào xem cái số bi tím của các bạn thì đây mới chính là cái số bi tím chính xác nhất của bạn. Cho nên các bạn có thể đọc thêm kỹ này, đó là bi được khai thác trước đó không bị ảnh hưởng và không có Bioner nào đã bị mắc bi hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cân bằng này. Bạn không bị mắc đâu nha. Đơn giản là người ta đang tính lại kỹ và chính xác hơn mà thôi.
Ok, và đó là toàn bộ những cái thông tin mà mình nhận được từ các Bobby. Thì mình biết rằng cái việc này có nhiều bạn sẽ sinh ra cái tâm lý nghi ngờ đậu ngũ Bicotim ăn sáng hay cắt sáng gì của bạn, nhưng hoàn toàn không có nha. Giải đáp luôn cho các bạn là như vậy nha. Các bạn cứ yên tâm, số bi mà các bạn nhận được hiện tại, có nghĩa là khi mà các bạn vào hiện tại, cái số bi tím của các bạn chính là cái số bi chính xác của các bạn luôn. Ok, đó là toàn bộ thông tin mà mình muốn chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.